Chào mừng quý khán giả đang đến với bản tin tối của kênh truyền hình Viên Túc. Bản tin tối nay ngày 11 tháng 6 năm 2019 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Người phụ nữ tử vong dưới dòng kênh ở Sài Gòn. Đình chỉ công tác thiếu úy công an lái ô tô tông chết hai người phụ nữ. Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy. Cổng trời Bali xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi trái chiều. Thái Lan cấm đánh bắt cá 3 tháng trên vịnh Thái Lan. 6 người đàn ông Ấn Độ bị kết tội hiếp dâm và giết hại bé gái 8 tuổi. Nga chuẩn bị chiến dịch tấn công lớn ở Syria. Khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 6, một số người đi ngang công trình đang thi công thuộc cầu Bà Hom, phường Tân Tàu A, quận Bình Tân thì phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên khối bê tông dưới dòng kênh nên hô hoán. Công an quận Bình Tân có mặt sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được công an xác định là bà Trần Thị Lan, 63 tuổi, quê Hà Tĩnh. Theo người nhà nạn nhân, bà đang thuê trọ sống và làm việc tại khu vực này. Trước đó, con bà Lan đi làm về không thấy mẹ ở nhà, tìm nhiều nơi, không thấy và trình báo công an. Sau một ngày tìm kiếm đến sáng nay, mọi người phát hiện sự việc đau lòng trên. Ngày 11 tháng 6, tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Vũ Minh Hoàng, sinh năm 1994, để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn hôm 31 tháng 5 vừa qua. Thời điểm trên, chiếc xe máy do bà T.L. sinh năm 1968, ngụ xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chở theo chị T.H. và bé trai 8 tháng tuổi, người cùng thôn, lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Ford do thiếu úy Vũ Minh Hoàng điều khiển đi theo hướng ngược lại tông thẳng vào. Sau cú tông, chiếc xe máy bị ô tô kéo lê hàng chục mét rồi dừng lại, khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Bé trai 8 tháng tuổi may mắn thoát chết nhưng bị thương khá nặng. Sáng ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào tối ngày 10 tháng 6, một số người dân sống gần cả ba Tịnh Bắc, xã Tịnh Bắc đã phát hiện ra một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong một túi ni lông treo trên chiếc xe máy của người dân dựng bên đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo với chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé tiếp tục được chuyển đến bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi để được chăm sóc tốt hơn. Hiện cháu bé đang được một nhà hảo tâm chăm sóc tận tình. Cổng trời Bali nằm trong khu viên của ngôi đền thiên Pura Lempuyang của Indonesia là điểm check-in nổi tiếng của những tín đồ yêu thích du lịch. Mới đây, một khu du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt cũng xây dựng công trình mô phỏng cổng trời Bali. Theo đó, các cổng được trang trí hoa văn và các họa tiết nổi bật nằm giữa không gian thoáng đãng, bờ núi và rừng thông xanh trên ngọn đồi Robin. Nhiều người nhận xét công trình được xây dựng khá giống với cổng trời sống ảo ở Bali. Tuy nhiên, không ít người cho rằng bản thân phong cảnh thiên nhiên ở Đà Lạt đã là nét hấp dẫn thu hút du khách, không cần phải mô phỏng bất cứ công trình nước ngoài nào khác, nhất là khi đó lại là biểu tượng riêng của đất nước đó. Thái Lan sẽ cấm đánh bắt cá 3 tháng trên vịnh Thái Lan. Ngày 11 tháng 6, tờ báo Bangkok Post của Thái Lan cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật biển có thời gian hồi phục và trưởng thành. Lệnh cấm nghiêm khắc sẽ được áp dụng tại các khu vực phía bắc vịnh Thái Lan và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 tại khu vực ngoài khơi các tỉnh Prayag, Kirikan, Phetchaburi, Samut Songkram và Samut Sakhon. Trong khi đó, khu vực ngoài khơi thủ đô Bangkok, các tỉnh Samut Prakan sẽ bị đóng cửa từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Một tòa án ở Ấn Độ đã kết tội 6 người đàn ông sau khi những người này bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn và giết hại một bé gái 8 tuổi ở bang Jammu và Kashmir vào năm 2018. Nạn nhân thuộc về một nhóm người du mục Hồi giáo, danh tính của nạn nhân không được tiết lộ. Các hung thủ bắt cóc nạn nhân khi cô bé đang đi lang thang một mình tại một khu vực chăn thả ngựa ở thị trấn Kathua, bang Jammu. 6 người đàn ông theo đạo Hindu nhốt nạn nhân bên trong một ngôi đền Hindu trong 5 ngày. Nạn nhân bị bỏ thuốc mê, cưỡng hiếp tập thể liên tục trước khi bị siết cổ và đánh đập tới chết với một hòn đá. Xác của nạn nhân đã được phát hiện sau đó tại một cánh rừng lân cận. Các lực lượng của Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự nhằm giúp Tổng thống Assad giành lại các thành phố quan trọng cuối cùng mà phe đối dậy và những kẻ khủng bố kiểm soát ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định với báo giới vào ngày 10 tháng 6 rằng những kẻ khủng bố đã tiến hành các hành động khiêu khích một cách có hệ thống và tấn công vào các vị trí của quân đội Syria cũng như căn cứ không quân Hamemim của Nga bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái. Các quân đội Syria và Nga sẽ không thể chấm dứt tình hình này nếu không tiến hành một cuộc đáp trả quyết liệt. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria với Nga ủng hộ và các lực lượng đối lập từ cuối tháng 4 năm 2019 đã khiến 1.500 người thiệt mạng.
Những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tối của kênh truyền hình VnTok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.